Hello và xin chào tất cả bạn khán giả của Coding Tea Channel. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với sữa Nuvi, với mùa mới của sữa Nuvi là mùa năm thì phải. Cái thẻ này thì các bạn đã yêu cầu mình khá nhiều và ngày hôm nay thì mình đã mua về đây tất cả là 10 vỉ nhỏ hương dâu ha. Thì chúng ta sẽ có tất cả là 10 thẻ trong này. Mỗi vỉ sẽ có một thẻ và cùng xem là cái mùa này sẽ có gì hấp dẫn nhé. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn nhìn. Nó rõ cái thẻ này. Ok. Ở sữa Nuvi này thì mỗi một khoảng 2-3 tháng thì người ta lại ra mắt một mùa mới. Và các bạn có thể mua những cái vỉ nhỏ như thế này thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Chúng ta sẽ vừa có thẻ mà có thể săn được quà, và chi phí bỏ ra cũng sẽ ít hơn. Rồi, và đây sẽ là vỉ cuối cùng. Ok, như vậy là mình đã mở xong tất cả là 10 thẻ Nuvi mùa mới này. Thẻ thì khá là mỏng các bạn ạ. Đây, khá là mỏng. Và bây giờ thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn xem mùa mới này thì sẽ có gì nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta có thể thấy mặt đằng sau Nuvi săn linh thú đổi siêu quà mùa năm. Chúng ta sẽ có 24 thẻ thì sẽ đổi được một cái đồng hồ đập tay cá tính trị giá 79.000. Đây, có chữ Nuvi trên cái đồng hồ này. Xuất hiện là hai nhân vật Lu và Vi luôn. 36 thẻ thì sẽ đổi được hành lý họa sĩ nhí trị giá là 139.000. Ồ, nó giống như là một cái cặp đấy các bạn. Mở ra thì sẽ có những cái bút màu. Còn 48 thẻ thì sẽ đổi được một cái pano vận động siêu cấp, có hình những nhân vật trong Nuvi này, trị giá 199.000. Và chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 3 2024 đến kết thúc đổi thẻ là 15 tháng 7 2024. Hạn chốt trao quà là 31 tháng 7 2024. Các bạn cũng có thể quét mã QR này để biết thêm chi tiết này. Ok, đây có cái chữ thẻ đổi quà. Rồi, đây là mặt đằng trước, chúng ta có hoàng tử holo. Sức tấn công này 60, phòng thủ 50 và năng lượng là 80. Tuyệt chiêu cấp 2. Hoán đổi thần kỳ có khả năng thay đổi các vị trí của đồng đội đến một vị trí bất kỳ khi chiến đấu. Đây là khắc thổ 108, kim khắc là 12. Đây có một cái mã, chắc là quét cái mã này thì sẽ biết thêm luật chơi của cái trò này. Cái trò đấu bài này ha. Hoàng tử holo 2 sao, tiến hóa cấp 2. Chúng ta có san hô đỏ 3 sao. Sức tấn công cao, rất cao luôn. 280 tấn công, phòng thủ là 230, năng lượng là 380. Khắc hỏa là 504, khắc thổ khắc là 56. Tuyệt chiêu cấp 3, hồi phục huyết tương. Các nhánh san hô đỏ tiết ra hợp chất hỗ trợ chữa hồi phục sinh lực cho đồng đội. San hô đỏ. Chúng ta lại có em yết tử này. Cái em này lần trước mình cũng đã từng mở ra rồi. Một em bọ cạp 3 đuôi. Đây là em cấp 2. Sức tấn công 110, phòng thủ 50, năng lượng là 75. Khắc thủy 198, màu khắc 22. Tuyệt chiêu cấp 2, càng công địch thủ. Sử dụng đôi càng nham thạch to cứng cáp và gai góc kẹp chặt ném đối thủ đi xa. Rồi, chúng ta có vẹt bốc hỏa cấp 3, 3 sao. Công là 280, phòng thủ 230, năng lượng 350. Khắc kim là 504 và thủy khắc là 56. Em này thì chắc chắn là mệnh hỏa này. Tuyệt chiêu cấp 3, cầu nửa diệu kỳ, sử dụng ma thuật từ đôi cánh tạo ra 3 quả cầu nửa siêu cấp ném vào kẻ địch. Mỗi một em thì sẽ có một cái biểu tượng ở đây. Chỉ cái dạng của mình. Các bạn có thể thấy em này là hệ nước này, em này chắc là hệ mộc này, chắc là đất đây. Đây là hỏa, đây là mộc, đuốc đại nhân, khắc thổ là 117, kim khắc 13, tấn công 65, phòng thủ 50 và năng lượng 75. Tuyệt chiêu cấp 2 là hỏa đuốc kỳ diệu,
đốt đối thủ với sức thiêu đốt lớn khi tung chiêu vào đồng đội có thể hồi phục sinh lực. Ok, cửu vĩ hồ cấp 2, tấn công 80, phòng thủ 60, năng lượng 95. Em này là mạnh dạng nửa này. Khắc kim 144, thủy khắc 16. Thế chiêu cấp 2 là đuôi lực thần kỳ, phóng các ngọn lửa ma thuật từ đuôi tấn công đối thủ. Ồ, lại là hoàng tử holo. Tiếp tục hoàng tử holo. Thạch cá sấu. Em này là hệ đất đá này. Có cái biểu tượng sức mạnh ở đây. Tấn công là 19, phòng thủ 7 và năng lượng 22. Em này thì là cấp 1 thôi. Khắc thủy là 34, mộc khắc là 4. Tiếp chiêu cấp 1. Ẩn công bất ngờ. Ẩn mình vào nước cát rồi bất ngờ ngoi lên tấn công đối thủ. Và đây lại là hoàng tử holo các bạn ạ. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình đã mở cho các bạn xem qua 10 thẻ của Nuvi mùa năm mùa này. Và các bạn thấy là chúng ta có 4 cái thẻ hoàng tử holo. 4 cái thẻ hoàng tử holo bị trùng. Chúng ta có 2 cái thẻ cấp 2, à 2 cái thẻ cấp 3. Là vẹt bốc hỏa này. Và san hô đỏ. Đây là 2 thẻ cấp 3. Sự tấn công và phòng thủ rất cao nhé. Em này là cao nhất. Cấp 2 thì có yết tử này, hoàng tử hồ lô này, cửu vĩ hồ mới đúc đại nhân. Có một em cấp 1 là em thạch cá sấu thôi. Rồi, thế thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái mini game cho các bạn. Tặng 10 cái thẻ này để các bạn có thể sưu tập đấu bài hoặc là có thể đổi quà. Thì các bạn đã dự đoán cho mình tương tự những tuần trước, dự đoán cho mình cái quà xổ số kiến thiết miền Bắc hôm thứ 7 tuần này. Và bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất thì mình sẽ tặng các bạn 10 cái thẻ này ha. Với cú pháp nhắn tin, cú pháp comment là Luvi gạch ngang số mà các bạn dự đoán. Ví dụ như là Luvi 45 chẳng hạn, gạch ngang 45. Ok, thế thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên trả lại cho mình xin like và đăng ký kênh ủng hộ cho Nindy Channel nhé. Và xin chúc các bạn may mắn. Bye bye.